kèo chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu chung kết của xê đấu đầu tiên trong kèo đấu buổi sáng ngày hôm nay thôi. Kèo đấu solo giữa game thủ Cam Quýt và game thủ Tiểu Màn Thầu. Chung kết nào. Mong chúng ta sẽ có một quân bài đỏ hơn để có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Theo cá nhân tôi là tôi thích con Yamato hơn nha. Lúc nào tôi cũng thích là người chủ động trong cả về kèo đấu thi đấu AOE lẫn trong tình cảm cuộc sống học hành. Đi thi thì chủ động giở phao, tình cảm thì chủ động nhắn tin tán tỉnh gạ gẫm các bạn nữ trước. Và chúng ta cùng đến với trận đấu này nào. Mong một bài đấu là đồ ăn được là đẹp dành cho game thủ Cam Quýt Yamato, để có thể được chứng kiến những trận đấu châu chém đối đầu với những con cùng R Hitirian. Hiti thì không có lợi thế ép đời, nhưng cùng của nó thì gọi là cực chất trong đời 3 nha. Mà không, cả đời 4 nó cũng vậy. Vâng, xin chào tất cả anh em đã có 400 anh em theo dõi buổi livestream kèo đấu trực tiếp solo random giữa game thủ Cam Quýt và Tiểu Màn Thầu rồi ạ. Vâng anh em, chúng ta cùng dành một like và một share dành cho game thủ Cam Quýt để ủng hộ Cam Quýt có thể giành chiến thắng trong xây đấu đầu tiên này. Bài đấu là khá nhiều rừng, Yamato có thể đánh có nhà được, nhưng đồ ăn thì vẫn đang mới có một bầy hươu nha. Vâng, vẫn là một câu nói quen thuộc của huyền thoại AOE văn lớp đảo ăn tất. Nó là những chia sẻ của anh Vũ Bá Hiểu. Vâng, đúng rồi chị Kiên Doãn ạ, em cũng không hiểu sao mạng có vẻ hôm nay là hơi giật. Theo dõi màn hình của em cũng thấy có những tình huống bị giật. Em sẽ hỏi các anh em ở bên quản lý để xem có thể khắc phục được không. Nhưng bây giờ thì mọi người vẫn đang xem ổn chứ ạ? Em thấy mạng giờ đã ổn định hơn rồi. Có một con voi ở phía xa cho game thủ Cam Quýt. Và cái điều quan trọng trong trận đấu này là chúng ta phải dò được một bãi quả, thêm được một vài con voi nữa là tốt nhất. Vâng, đôi voi rất may tình huống này. Nếu mà đưa dân lẻ ra thì rất có thể chúng ta sẽ phải tạm biệt một anh nông dân. Vâng, cảm ơn anh hỏi làm gì không giật lắm ạ. Vâng, em nghĩ nó chỉ là một vài tình huống hôm qua mưa bão nên nó sẽ có giật lag một chút thôi. Vâng, đã có quả phụ thứ hai. Bài là ổn này. Bài là đủ đồ dành cho game của Cam Quýt, nhưng không, bãi quả chỉ có 5 cây. Với con Yamato thì là đánh được thôi, còn nếu là những quân khác thì đây sẽ là một bài lực không khỏe cho lắm. Vâng, quyết định đánh nhiều dân rồi. Sẽ là một bài đánh có nhà. Vâng, bãi quả là bãi quả 6 này. Một cây quả nú ở điểm đen, em không thể phát hiện ra thời điểm đầu. Bài là bài đánh được dành cho game thủ Cam Quýt, bài ổn. Tôi quyết định đánh nhiều dân trận đấu này rồi. Với một thế nhà là chúng ta vâng vàng là hơi trồi ra ngoài nhá. Vâng, chào anh Ngọc Hưng ạ. Vâng, anh vào bờ đang nói là map hit IA chim với bi đánh ngày xưa ạ. Vâng, trận đấu đấy thì em không biết là bên nào rồi chẳng hạn. Vâng, bài hai quả phụ. Thời điểm đầu chăm trả lời các comment của anh em tôi đã không để ý. Bài thực sự là siêu khỏe cho game thủ Cam Quýt. Vâng, đó cũng là dễ hiểu với quyết định đánh với 26 nông dân của game thủ Cam Quýt trong bài đấu này. Một bài xác định là bài chém khỏe. Vâng, chia sẻ Cam Quýt bài này mà là Pamiran thì đúng là mắc binh. À vâng. Không, đó là một chia sẻ anh Cam Quýt là giá như bẫy đá trong nhà là bẫy vàng thì đúng là mắc binh. Nếu là bãi vàng ở bên trong thì chúng ta sẽ tránh được trường hợp móc máy của game thủ Tiểu Màn Thầu.
bãi vàng bên ngoài, vì chúng ta phải ke bãi vàng cũng là một cái vấn một là một vấn đề rất lớn nha. Một bài kích đời ổn 26 cộng 1, kích vào khoảng 10-25 đến từ game thủ Cam Quýt. Không biết tiểu màn thầu map đấu này có phải là một bài mắc binh không. Phần 19% với 25 nông dân và lên đời muộn hơn. Có vẻ như thời điểm đầu game thủ tiểu màn thầu lỗi một chút gì đó nên anh không thể đánh được với nhiều nông dân, nhưng bài đấu có vẻ là một bài được. Người đánh chém đánh nhiều dân hơn người đánh cung, nhưng mà lực của chúng ta lại là siêu khỏe và một lại chén tiền, hoàn toàn có thể hy vọng trong trận đấu này. Đi những bước dò đầu tiên. Vâng, anh Võ Hoàng chia sẻ bài này IA nằm sớm hít nghèo. Thật là khó hiểu những bình luận của anh. Hít nghèo thì chúng ta phải giành chiến thắng cho anh. Quyết định đánh chém đến từ game thủ tiểu màn thầu nha. Cầm Mitty mà đang phải đánh chém. Vâng, những cái bài đánh khá chắc chắn của game thủ tiểu màn thầu. Liên tục có những bài đánh rất dị. Kata thì anh đánh một lờ chuyển thẳng cung A và không thủ hù. Và tôi nghĩ với việc đánh chém thì con IA lại càng dễ đánh hơn. Chúng ta có thể quyết định đánh châu chém hoặc là đánh chuyển cung A. Vâng, con giò cũng khá có chịu. Con giò công giáp đầy đủ dành cho game thủ cầm Hitty nha. Một bài có vẻ lực là ổn định dành cho game thủ tiền mặt thậu. Lạc đà đã tới. Và chúng ta cũng đã có một con chém để thủ. Trong trường hợp này chắc chắn sẽ có P dành cho game thủ tiểu màn thầu. Vâng, bánh xe đã lên xong nhờ game thủ Cam Quýt với bài hai quả phụ của mình, lực là khỏe. Với hướng đi đặc đà này, nhà của tiểu màn thầu có lẽ là ở khoảng 8 giờ. Vâng, lực vẫn đang là ổn, ăn hoang thêm con voi. Bài đấu ra được dần. Cố gắng khung được cái nhà này lại thì là mắc binh, nhưng mà vàng của chúng ta là vàng ngoài nha. Không biết tiểu màn thầu đã phát hiện ra điểm yếu này của chúng ta hay chưa. Vâng, một lờ vẫn đang là siêu siêu đèo dành cho game thủ Cam Quýt. Bài đấu đánh chém bài siêu khỏe nhưng mà chưa nâng giáp và đã có chặt gỗ dành cho game thủ Cam Quýt. Tôi thấy lượng gỗ lên là rất nhanh. Vâng, có sọc đơn kim phù và công phù lên dành cho game thủ. Vâng, con hù chỉ còn vài máu thôi mà lại vẫy được con chém của chúng ta, khá đen trong tình huống vừa rồi. Có một bài đấu đang công hù và những con hỗn mã vẫn chưa có cung giò cho những game thủ tiểu màn thầu này. Không biết đây có phải một bài đấu mà tiểu màn thầu ra được đèo dân hay không. Vẫn đang cùng quyết định đã tăng lờ đến từ game thủ Cam Quýt rồi. Dân vẫn là ra đèo, tham lai đã là 42/52. Thời điểm về sau thì Cam Quýt sẽ ra những con chém của mình là siêu siêu đèo nha. Đang cơ cấu lực một tuần. Vâng, một tuần phát hiện ra công hù đến từ game thủ tiềm thậu. Vâng, có những con chém và đặc đá kê phủ đánh rất chắc chắn. Hù là siêu siêu đỏ nhưng có game thủ tiểu màn thầu. Tiểu màn thầu vẫn đang rất đỏ trong xây đấu đầu tiên nha. Vâng, tách những con dọc tơ để kê phù và sau lạc đà sẽ ồ vào. Đó là lối đánh của game thủ tiểu màn thầu. Chúng ta vẫn đang phải đánh, phải cơ cấu sóc rất đều những con chém của mình. Vâng, tơ này hù đỏ chúng ta hoàn toàn có thể chơi. Vâng, hù được. Vâng, hù là hù được một con rồi, nhưng quan trọng là về sau là những có những con lạc đà của game thủ tiểu màn thầu. Vâng, tơ này tôi nghĩ là thủ được nhà chúng ta, đã có đánh với 3 BL rồi. Vàng là đang nhồi lên và không được mắc binh cho lắm. Có lẽ vâng, lưng đào vàng đến từ game thủ Cam Quýt để sóc đều được 3 nhà L của mình. Gỗ là khá nhiều và lượng thực thì đang là ổn định. Vấn đề của chúng ta bây giờ chỉ là vàng thôi. Vâng, thế trận vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta sau thời điểm đầu công rất rát, nhưng bây giờ chúng ta đã ổn định lại được nhà cửa của mình, đánh được 4 nhà BL. Vâng, ruộng vẫn được già liên tục dành cho game thủ Cam Quýt. Thế trận đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nha. Tham lai là 47/52. Bây giờ có lẽ tiểu màn thầu sẽ quay phỏm và ra được thêm những con cung giò của mình.
Vâng, ăn thêm bãi vàng dành cho game thủ cam quýt. Với con Yamato thì nếu đã cơ cấu được nhà thì vàng là thứ quan trọng thôi. Còn thực gỗ thì dồn lên sẽ rất nhanh. Vâng, đúng là đánh những con hỗn đà đến từ game thủ Tiểu Màn Thầu. Vâng, còn cùng giờ là chưa có chặt gỗ đâu nha. Bài của Tiểu Màn Thầu cũng không phải là một bài siêu khỏe đâu. Tôi đã nhìn thấy những con cùng giờ chưa có chặt gỗ. Này, hoàn toàn chúng ta có thể đánh một bài siêu khỏe nâng cổng giáp. Vâng, Tiểu Màn Thầu là bài không ra được dân. 27 lông dân. Tiểu Màn Thầu chắc chắn sẽ muốn giải quyết trận đấu này sớm thôi. Tăng nông dân ăn vàng và cơ cấu kín nhà lại. Đang đánh với 4 BL sóc đèo đến từ game thủ Cam Quýt rồi. Vâng, tăng BL thứ 5. Một bài đang chém rất trâu của game thủ Cam Quýt. Lợi thế đang dành cho chúng ta ở trong trận đấu chung kết C1 này. Tám lại là 52-64 rồi. Tiểu Văn Tàu với bài không ra được dân của mình. Bây giờ chắc chắn anh sẽ phải tức tốc ra một tân dân để có một lượng khỏe hơn để có thể cân bằng với game thủ Cam Quýt. Nhưng quyết định sẽ là nâng công nghệ đầy đủ công 4 và giáp 4 đầu máu rồi sau ốp một tân vào game thủ nhà của game thủ Tiểu Văn Tàu. Vâng. Cấu rỉa những con nông dân bên ngoài của chúng ta. Cũng khá là tinh tế đến từ game thủ Tiểu Màn Thầu. Vâng, chém đã là chém 4, đang lên cái giáp 4 của mình. Những con cung giờ của Tiểu Màn Thầu thời điểm vừa rồi là chưa có chặt gỗ. Bây giờ chắc chắn anh mới đang tức tốc để có thể nâng những công nghệ của mình. Vâng, Tiểu Màn Thầu đi cung rất hay, phát hiện được ra bãi vàng của chúng ta nha. Nhưng tơn này Tiểu Màn Thầu sẽ bị bắt chọn những con cung giờ của mình. Vâng, 5-6 con cung giờ chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Cơ cấu rộng thêm cái nhà của mình để tránh việc bắt máy của game thủ Tiểu Màn Thầu. Tiểu Màn Thầu là bài đấu ăn hoang thời điểm đầu thôi. Gom quân và muốn giải quyết chúng ta với một bài công hù sớm nhưng kế hoạch của Tiểu Màn Thầu đã không thành công. Bây giờ quay phỏm ra đánh lâu dài thì chúng ta đang có lợi thế hơn một chút với một bài chủ động hơn. Vâng, lượng vàng giờ đang là rất dồi dào. Chúng ta chỉ cần lượng vàng ổn định thôi. 1-2 con phù bây giờ chắc chắn không là vấn đề. Quyết định lao vào thi đấu tuần này dành cho game thủ Cam Quýt. Vâng, lạc đà của họ cũng là giáp 4 rồi nha. Nhưng chém của chúng ta là công 4 giáp 4. Chỉ còn thiếu cái đầu máu rồi. Tơn này chắc chắn Tiểu Màn Thầu sẽ không đỡ được. Vâng, vẫn đang cố gắng đỡ nhà đến từ game thủ Tiểu Màn Thầu. Và những con lạc đà đang tỏ ra là khá khác trong tơn này. Nhưng chém của chúng ta đang là áp đảo vượt trội và vẫn đang đẩy thêm được nhiều chém. Vâng, Tiểu Màn Thầu cơ hội ăn được khoanh ruộng ở phía xa. Nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều lắm vì chúng ta đang giữ được thứ công. Đang ốp được nhà và cũng đánh bay được khoanh ruộng của game thủ Tiểu Màn Thầu. Để ý những con chém ở nhà anh ơi. Bãi vàng đã được, một bãi vàng đã khai thác xong. Vâng, di sai đến game thủ Tiểu Màn Thầu và chúng ta giành chiến thắng trong xây đấu đầu tiên với tỷ số là 3-2. Một trận đấu rất hay của game thủ Cam Quýt. Tiểu Màn Thầu đã đánh với một bài là gom quân công phù và muốn kết thúc game thủ Cam Quýt sớm. Nhưng kế hoạch của game thủ Tiểu Màn Thầu đã bị phá sản. Một trận đấu rất hay của game thủ Cam Quýt, anh em thấy hay không ạ? Nếu anh em thấy hay thì xin hãy cho một like và một chia sẻ nha. Chúng ta chuẩn bị đến với xê đấu thứ 2 trong buổi sáng ngày hôm nay.